bác sĩ. Tôi mới mang con so cho nên không cao hơn chó ở mà cao hơn con dạ. Chó cảm ơn bác sĩ của bún bò Huế mà. Tạm biệt. Nó bự con đó. Đó, đó, cắn nhau nữa, cắn nhau nữa. Cứu anh tới đó hả? Cảm ơn. Lúc nãy mới gọi điện thoại hỏi bác sĩ. Bác sĩ nói em thấy khó chịu. Cái sữa nó cao á. Cái con nó lùng nhất kìa. Thứ 6 này là ngày khám thai đầu tiên. Con bông á. Con lùng nhất luôn á. Tướng lùng mà à, nhìn dễ thương gì đâu bông ơi. Bông ơi, bông ơi. Trời ơi. Nhảy nữa, nhảy nữa. Má anh lo hãy chấp nhận cho mình sống chung với nhau. Nhưng mà chỉ với một điều kiện. Đó là để cho đệ đệ được sống với má. Mới lúc nãy má còn cố ý kêu anh về để nói chuyện này. Má nói đồng ý anh về lại chưa ly hôn. Tụi mình cưới nhau cũng không thành vấn đề. Nhưng mà vì giám hộ đi để má anh về không có. Tống ơi, em ơi, con mà. Con trai con trong bụng của em. Bây giờ con trai là con gái vẫn chưa biết được. Nó đã kiên quyết giữ để lại con dặn mình rồi. Trời ơi, nó nhảy kìa. Không phải má anh không quan trọng. Chỉ gì để đệ mới ra đời đều là do má anh giữ, đương nhiên là sẽ có tình cảm. Bông ơi à, anh em có suy nghĩ lung tung. Ê con. Nếu đã mang thai, cứ sinh con trai. Vì em đã thay nghén, anh không muốn cho em phải nhiều áp lực. Vì sao em mệt. Vì bây giờ chúng ta